ýì bài thiên ngày 187 hãy nghe và nhắc lại cách nói đúng rồi em chụp đi cho khỏi quên tuổi nhị phai bà miễn Đứa hoàng chỉ tuổi nhị Pai bà miễn được Hoàng Chị Đợi, nhịp hai bả, miễn đỡ hoàng chị. Đợi, nhịp hai bả, miễn Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Giúp đỡ lên nhau. Hụt hương bán rủ. Chưa cài đặt mấy hiểu an nhận được lời kết bạn Nhận được lời mời kết bạn chưa? Nhận tạo lời hiểu sân chỉnh là Nhận hiểu. Thực đơn. kết tan. Thái độ phục vụ. Phú 绿茶和卡布奇诺。thôi còn rất no. 算了，还很饱。ngại quá. 不好意思。lúc nào về lúc đó đi. 什么时候回来，什么时候去。 sớm đã quen rồi. Giáo chiều xí quả lọ. Khó trách, chẳng trách. Nán quải. Từ ngữ chuyên ngành. Doanh yế Là quy định. Sự quy định. Chưa kịp quét dọn. mấy lần nữa cảm ơn bạn,再次谢谢你，hông khác gặp,改天见，thay xong rồi,换好了，sau đó đi 然后去，không rõ lắm，不太清楚。chắc là có không ít，应该有不少吧。thuận theo đường này，顺着这条路。hai vị tiểu cung nương。 两位小姑娘寡淡的好惨啊。点瓜分法找得好辛苦六点弄后没电台半个小时才找着 孙子的孔子用手机拍下来 cho 免得忘记